Chưa, ăn trưa ở nhà hàng sinh thái Nguyễn Văn Nhuần. Điểm này cũng ngay ở gần chỗ đất mũi thôi, đi cano ra chưa đầy 10 phút đã tới. Đi Vui kể vui đấy. quá hay, Hay trải nghiệm. trải Cái nghiệm này là chín xương. còn Cái hơn. giấy đẹp chưa? Đây này là hai ấy để tất cả sinh hoa. Cái hoa này. Đây này ở ấy này này. Đây là đây. Mày làm thu sinh đẹp quá. Cây cây này cây mai, mà cây cau, nhiều cây rất đẹp. Ui đẹp đẹp chưa, này là hết sức sinh thái luôn, đúng bài này, làm cái đây không có điều hòa. ăn nổi sinh thái mát mẻ. Tứ nhuần kính chào khách. Có câu cá nữa hả? Đây, nhà hàng sinh thái đây rất là đẹp. Địa chỉ số 45 ấp Cầu Mũi, xã Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau. Số điện thoại 0919 186 419. Tư Nhuần hay là Tứ Nhuần? Ghi con số 4 chắc là Tứ, không phải Tư. À, chỗ này là vừa ăn vừa câu cá nhá. Đây, nhà hàng nổi, rất là xịn sò sạch sẽ, bỏ dép bên ngoài. Nguyễn Văn Nhuần, du lịch sinh thái cộng đồng Đất Mũi. Ở đây người đi. Bàn đây ít nhỉ, bàn 5 người, 6 người. Đây cơm canh này. Đây cá thòi lòi nhỉ. Đây. Đây đây con. Đây là con cá thòi lòi nhé mọi người nhá. Đây. Nhìn. Nhìn con cá thòi lòi. Bún. Rồi. Cái này là cái gì đây nhỉ? À, thịt ăn như ngày hôm qua này, thế là thịt kho ba chỉ kho. Canh. Đấy, rất là đẹp, quang cảnh rất là đẹp. Cái dây kia để làm gì, nó chơi trò chơi rồi chưa? Chắc là có cái sợi dây này để chơi trò chơi đu dây thôi. Đây. Đây. Cân này là cân chua. Cá gì nhỉ? Tất cả về cá hết. Cá hết, rất ngon. Mời mọi người nhá.